we sail a little bit high. Những hình tượng hết sức xinh đẹp sẽ bắt đầu. Chúng ta cùng chờ đón. Nguyễn Trung, hình tượng giường ảnh phòng. Chúng ta cùng chờ đón người đẹp Nhã Vi. Hùng Cường với hình tượng nghĩ ra kiếp thế cô bạn. Một trang bắt tay thật lớn cho người đẹp Dương Thanh Vàng. Trang phục Hồn Quốc Hòa Miss Võ Lâm Truy Kim.
giao lộ gửi đến tất cả quý vị khán giả có mặt trong đêm. Võ Lâm Kim Thế lời chào trân trọng nhất ạ. Hey. Thưa quý vị, và để không mất thời gian với tất cả quý vị, ngay bây giờ các thành viên xinh đẹp của đoàn Loan Tour Sài Gòn Tân Thời, những kiếm sĩ, những hiệp sĩ của các môn phái thế nào xin giúp phục vụ dễ dàng lời đầu tiên cho bà con mình nha. Rồi. Ba đội cha trời Phật ơi, ngồi nó lìa đầu luôn rồi. Trời ơi trời. Chui vô. Rồi, tối nay quay lòng cầu cho bằng được nha con. Không được thì khỏi ăn lương. Trời ơi, cái này là con điêu gì trời. Cái này giống như trứng con dâu gì đó. Cái này là con điêu nhưng mà con điêu phải không? Rồi, thưa quý vị, mọi lần hết chỉ có 10 nghìn đồng quý vị ủng hộ nhiệt tình nha quý vị nha. Và để khác với những đêm mà đôi tôi thông thường thì nói tối đêm nay chúng tôi còn mày lầy với chị hả? Mày lầy với chị hả mày? Trời ơi trời, đệ tử mà. Ừ rồi mày lăn cô. Mình làm sao mày làm? Trời ơi, hoàng hậu quá rồi, quá uy nghiêm quá rồi. Bây giờ đi bán vé làm sao? Đó, thưa quý vị, và tối đêm nay chúng tôi nhận được sự đồng hành của Võ Lâm Kim Thế tài trợ toàn bộ trang phục cũng như là một số tặng phẩm dành cho tất cả quý vị. Của Võ Lâm Truyền Kỳ thì chúng ta sẽ có may mắn nhận qua những chiếc gói hết sức xinh đẹp, thì sẽ có cơ hội nhận qua 3 tặng phẩm. Chờ đợi em một chút xíu. Một con quỷ đó đó quý vị đây. Và phiên bản nhỏ. Và một áo thun Võ Lâm Truyền Kỳ. Nếu quý vị may mắn đoạt giải vòng loại đầu tiên. Và nếu quý vị không nhận qua tặng phẩm đó, quý vị có thể nhận qua một con gấu bông bình thường của đoàn đội Tân Sài Gòn Tân Thời quý vị nha. Và mỗi lần đấy chỉ có 10.000 đồng. Quý vị ủng hộ liền tay dùng cho bộ đoàn quý vị nha. Rồi các kiếm sĩ của Võ Lâm Truyền Kỳ hôm nay có đến không ạ? Có không ạ? Hello. Hello. Rồi quý vị thân mến. Và nếu trời ơi, nói thiệt chứ quý vị nha, bộ đồ này thiệt luôn á, nói hơi là em muốn xỉu như này luôn quý vị, mắc rười à. Đó, nhanh chân lẹ tay, nhanh chân lẹ tay, mỗi lúc bé có 10.000 đồng thưa quý vị, và vòng loại đầu tiên, dễ dễ cho mang đi tay lẹ lên nè. Đúng rồi, cái chết, rồi mày chết mày rồi, người ta kêu tao ngâm xả tắt cái chân mày kìa. Cái chân này, cái cặp chân này chắc ngâm, ngâm 8 cái xả quá. Rồi, đó để hồn đi em đi chơi đó. Mấy gì đa mấy gì đa, các lặng mà nghe cùng kêu con cận ra. Trời ra con mấy gì đa dế bên đây hay. Mấy gì đa mấy gì đa, số đầu tiên là hàng ba. Mấy gì đa mấy gì đa, mấy gì đa mấy gì đa. Lương Vinh trúng mũi, Lương Sơn tá quê ở Mỏ Cày. Con chúc anh đài quê ở Hố Cày. 32 số đầu tiên ba. Chân lên lẹ, chân lên dé luôn thanh ơi. Dé bên nào, bên đây bên ơi. Còn mấy dé lẹ lên chị ơi. Dé bên này 32 số đầu tiên. Mới một con nhanh chân lên, nhanh chân lên, nhanh chân lên. Hey! 32 mấy gì xa. Còn nhá, từ giờ này cô chú anh chị mình một lần cuối nhớ dé cho mẹ nha. Bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè chị. 32 mấy gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra. An Giang có lòng duyên mặn mà, ai đi châu Đốc nhớ ghé qua kia bà. Về tỉnh biên nhớ thương em Hà Tiên, chiều trên lòng xuống sâu áo cho em nhiều hề. Hôm đó cười nhắn hai đôi câu, người em chợ mới Tân Châu. Có yêu tình đợi chờ, nếu có thì quê hương đất miền Tây. Nhớ thăm em lại người em nơi núi Sam. Còn số 8, 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 còn số 8. Còn năm gì đây, năm gì ra, còn năm gì đây, năm gì ra. Tôi kể người nghe, chuyện tình lắm và điểm một chuyện tình đầy đơn. Lúc tôi còn thơ, tôi vẫn thường mộng mơ đến viết hàng bài ca. 53, 53, 53. Mấy gì đây, mấy gì đây, hai gì
đây hay gì đây. Con gái nói có là không, con gái nói không là có đó. Con gái nói một là hai, bà lộ lộ bà nói hai là một. 21, 21, 21 cái 21 số gì đây, có mấy chị ra 10 gì đây, 10 gì ra 10 gì ra. Tôi nghĩ cho người buồn châu nhi hòa đôi, ngồi thứ cao sáng thò má đường chiều. Gặp người tại giang cuối ông Dương Quang, gặp hình giờ đây khó tha tôi tình. Chuyện cũng xí thông từng phát đi gia hình. Con 19, con 19, con 19. Con 19, con 19, con 19, con 19, tôi là con mây. Số kỳ ra, số kỳ ra, số kỳ đây, số kỳ đây. Yêu thương bên nhau, mà sao lại giữ thương đó. Tôi môi nào đắng đỏ, năm tháng xa vời thời có vui với ai. Tạo say mây màu, thương mối hận tình xưa. Yêu thì yêu và ước mơ như gì. Rèm mi kép mờ, cắt mây kín nhớ ai. Nhớ ai trong đường dài buông tóc rối quên cài. 42 42 cái năm gì đa, cái năm gì đa, cái năm gì đa. Giao ơi chị sao nỡ đâm tâm. Chuyện kia ban đầu ai đã trao. Ông thương nói sao cao ngọc quý. Ông thương nói tôi sao nỡ đành gieo khổ đau. 56 cái năm 16. Mấy gì đa mấy gì đây con 56. 56 cuộc đời gì ra con hai gì đây. Vì bất tình lê quê ta quang. Xin cho đêm sang thọ chiến tăng tăng. Nghẹn nghẹn trong lòng buồn đau xót xa. Ôi nạt tan khi cách xa tình thâm. Đây 25, 25 là con thế cờ ơi. Kính thưa quý vị, ba vòng loại đầu tiên của số may mắn 25 đã có một chủ nhân, hai chủ nhân. Một chủ nhân, hai chủ nhân độc giải. Quý vị, ngay bây giờ chúng mình sẽ tràn xuống dưới phục vụ dòng lễ tiếp theo. Rất mong quý vị ủng hộ nhiệt tình, đặc biệt là các thành viên của Võ Lâm Kiếm Thế và Võ Lâm Truyền Kiếm này nha. Rồi, 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 nhấn chân lại tay lên à. How far can we get if we sail a little bit?